Xin chào các cô gái xinh đẹp đã quay trở lại với channel của mình. Kiểu tóc ngày hôm nay mình làm có tên là Poor Rue Braid. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào luôn nha. Để làm kiểu tóc này thì mình sẽ lấy một phần tóc nhỏ trên cùng cột lại và dùng kẹp kẹp ngược lại lên trên như thế này. Tiếp theo mình sẽ lấy hai phần tóc ở hai bên và cột lại. Bây giờ mình sẽ lấy lẫn tóc ở trên xuống, chia làm hai phần đều nhau ra hai bên. Mình sẽ lấy phần tóc vừa cột lại kẹp ngược lên trên. Bước tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục cột hai phần tóc ở hai bên lại, nhưng mà lần này mình sẽ cột chung với hai lọn tóc vừa chia ra luôn. Cứ mỗi lần vừa cột tóc lại thì mình sẽ lấy lọn tóc ở trên xuống chia làm đôi và lấy lọn tóc vừa cột kẹp ngược lên trên. Và bây giờ mình sẽ làm hết phần tóc còn lại của mình. Sau khi làm xong thì mình sẽ dùng tay để kéo tóc cho đều ra. Vậy là kiểu tóc mới đã hoàn thành rồi. Các bạn nào thích kiểu tóc này thì nhớ like video và subscribe channel của mình để xem thêm nhiều video mới nữa nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.